rào tiểu cầu, điều trị thoái hóa khớp gối từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 4. Quy trình đạt chuẩn FDA Hoa Kỳ với ưu điểm 4-0 vượt trội, không phẫu thuật, không cần lưu viện, không sử dụng thuốc, không hạn chế vận động. Huyết tương giàu tiểu cầu sản sinh các yếu tố tăng trưởng giúp tìm kiếm, lấp đầy và chữa lành vị trí tổn thương. Kích thích tái tạo sụn khớp và chất nhờn giúp bảo vệ khớp gối, cải thiện quá trình vận động, hỗ trợ đẩy lùi thoái hóa. Đồng thời, giải phóng protein có tác dụng giảm nhanh đau nhức mà không cần sử dụng thuốc. Liên hệ hotline để nhận tư vấn miễn phí.